Muốn đi Liên Quân tại liênquân.vn, uy tín chất lượng. Chào mừng bạn đến với channel Trải Nghiệm Game. Trong game Liên Quân, việc mở giao tranh ngoài trụ thì cực kỳ nhiều vị tướng có thể làm, và ngay cả stream chú thỏ này đều có khả năng làm rất tốt. Nhưng để mở giao tranh và khép góc trong trụ, đặc biệt là trụ 3, trụ vô cùng quan trọng, được đối thủ bảo vệ vô cùng tốt, thì phải làm sao để phá? Nhiều team có lợi thế giao tranh ngoài trụ vô cùng mạnh, nhưng khi đánh đến trụ 3 thì lại gặp khó khăn, và đôi lúc do pha băng trụ mở giao tranh, thiếu tướng hàng tuyển chuyên mở giao tranh nên bị lật kèo và thua không hề lạ. Đôi lúc còn gặp phải tình huống không thể phá nổi trụ mà phải vận dụng chiến thuật đường vòng 4-1 hay là 1-3 để mong có thể cấu rỉa dần trụ, nhưng đó chưa phải là chiến thuật tối ưu vì chỉ có team 5 mới vận dụng đơn giản, còn đi đơn rất khó phối hợp. Vậy thì hiện tại vị tướng nào mở giao tranh và khép góc phá trụ tốt nhất, cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Top 5, Xenia. Đây là tướng solo đường thiên hướng bảo kê và để trụ, đi solo đường đơn vô cùng tốt hiện tại. Khả năng châu bò khiến Xenia luôn cho người chơi tin tưởng đây là một bờ vai chắc chắn cho đồng đội. Nhưng điều Xenia có mặt tại clip này không hẳn là một vị tướng mở giao tranh băng trụ thuần túy, mà chúng ta có thể sử dụng hắn theo cách khác, đó chính là kẻ phụ trợ khép góc ăn trụ. Chúng ta đều biết vị tướng nào mở giao tranh để ăn trụ khép góc khi đàn lính để lên luôn là kẻ phải hứng chịu vô vàn sát thương từ đối thủ đầu tiên, và nếu không đủ trâu có thể bốc hơi máu trắng. Họ như một kẻ cảm tử câu kéo thời gian và sát thương giúp đồng đội ăn trụ máu trắng, tránh việc lính để trụ bị đối thủ càn quét không còn gì. Vậy nên với sự xuất hiện của Xenia, đây là con bài giúp các vị tướng khép góc trụ có cơ hội sinh tồn cao hơn, đồng thời sống lâu hơn, mang lại hiệu quả đó là giao tranh càng lâu sát thương càng nhiều, chống chịu hút sát thương càng lớn. Với chữ cuối sứ mệnh cứu thế, Xenia mang lại cho đồng đội và bản thân lượng hồi phục là 15% máu tối đa, tốc độ di chuyển cùng 40% miễn thương vô cùng tốt. Mà bạn thử biết tướng mở giao tranh bọn chúng có khả năng miễn thương và lượng giáp dày ra sao rồi, lượng máu tối đa là vô cùng nhiều. Đó là lý do vì sao nhiều team khi có Xenia nếu muốn băng trụ khép góc luôn chọn thêm các vị tướng tiếp theo để tối ưu khả năng tanker và ăn trụ đồng thời giao tranh của đội. Top 4, Mắc. Đa số chúng ta đều sử dụng hắn ta để bắt chủ lực đối thủ như các xạ thủ. Đó là lý do vì sao mà nhiều người ưa thích Mắc. Nhưng tác dụng của Mắc đôi lúc chúng ta chưa khai thác tối đa, đó chính là khả năng khép góc bằng trụ giúp đồng đội như một hiệu ứng dây chuyền. Đối tượng bị Mắc nhắm tới đa số đều phải lùi vào trong trụ hoặc là tụ họp để được đồng đội bảo kê. Điều này mô hình chung tạo nên một chiến thuật Mắc bắt khép góc kết hợp cùng đồng đội gần như loại bỏ được ít nhất một vị tướng ra khỏi giao tranh và o ép đối thủ bảo kê vị tướng đó. Thành ra Mắc ít nhất câu đi được 2-3 đối thủ. Khả năng châu bò của bản thân Mắc được đánh giá là vị tướng khi full trang bị thuộc dạng tanker có số má trong Liên Quân. Đặc biệt combo kết hợp Mắc tấn công chúng nạn nhân hoặc là vị trí cần thiết thì kết hợp thêm Xenia càng khiến bộ đôi này tung hoành bá đạo. Đó là lý do vì sao mà S để Xenia ở vị trí thứ 5 với vai trò phụ trợ vô cùng tốt. Nên vận dụng Mắc không chỉ là bắt chủ lực mà còn là khép góc và ép giao tranh, khép góc ăn trụ trong các tình huống tấn công trụ khó khăn hay gặp đối thủ có khả năng dọn lính và bảo kê trụ quá tốt. Người chơi Mắc nên hy sinh và dám băng xả để đồng đội có thể triển khai chiến thuật tốt hơn. Một lưu ý nhỏ khi chơi Mắc đó là đây là vị tướng mang tính chiến thuật cao, nếu được đánh theo team 5 thì càng hiệu quả, nếu không thì rất khó phát huy được hết tiềm năng bởi sự không hiểu ý từ đồng đội. Top 3, Kret. Không có khả năng cơ động như Mắc, nhưng Kret lại là vị tướng mở giao tranh khép góc ép trụ từ xưa. Tại thời điểm Liên Quân mới ra mắt, chính nhờ chiếc cuối có khả năng hóa thủy thần mang lại cho cá lượng hộ giáp, đồng thời khả năng khống chế tức thời khiến đã pha đổ bộ bằng trụ là cực kỳ lợi hại. Nhưng khi các vị tướng mới ra mắt quá nhiều chiêu thức có thể outplay khiến cho Kret không thể một mình khép góc bằng trụ đơn giản. Đặc biệt các trụ bên trong, bạn đừng quên cơ chế hiện tại của trụ và nhà chính là phần trăm miễn thương từ 60-75% tăng dần, khiến các pha khép góc trụ không có lính khó khăn vô cùng. Vậy nên việc khép góc trụ hứng chịu sát thương từ trụ và đối thủ để bảo kê lính là vô cùng cần thiết. Nên việc vận dụng Kret, S không cần nói nhiều rồi, nên kết hợp thêm các vị tướng khác để chiêu cuối Kret trở nên hoàn hảo hơn như Xenia và Mã Lốc. Đó là các vị tướng có thể kết hợp với nhau, sự đáng gờm là luôn có, tạo nên hiệu quả cao và được kiểm chứng qua vô vàn trận đấu xếp hạng và các bậc rank, kể cả các giải đấu chuyên nghiệp đều minh chứng cho điều đó và sức mạnh của Kret. Top 2, The Frag. Có thể các bạn quá quen thuộc với các vị tướng khép góc ép trụ là các vị tướng tanker, nên khi S đưa ra The Frag tới chắc hẳn là rất ngạc nhiên đúng không nào? Yên tâm đi,
em sẽ giúp bạn lý giải ngay bây giờ. The Flash là một vị tướng nổi danh với sự biến ảo từ hành trình siêu tốc và bộ combo sát thương vô cùng lớn. Nhưng chiêu cuối của The Flash chính là lá bài tẩy khép góc mở giao tranh mạnh, đủ khiến mọi đối thủ ngao ngán. Combo của The Flash để mở giao tranh có thể vận dụng đó là 1-3-1 hoặc là 1-2-3-1 hay là 1-3-2-1, đôi lúc có thể là 3-2-1, rất đa dạng đúng không? Nhưng với cái pha khép góc ép trụ, ép khuyên anh em lựa chọn đúng phương hướng để tận dụng chiều 1, không nên ép góc theo phương thắng trụ vì có thể bị bắt gặp các chiêu thức khiến hành trình siêu tốc bị hủy. Đó chính là ưu điểm mà The Flash hay bị đối thủ bắt bài. The Flash chính là sát thương lớn, khả năng khép góc khi vận dụng chiêu cuối là tối ưu, không đối thủ nào nguyện ý hứng chịu. Nhưng nên khép góc và biến về ngay nhé anh em, chớ dây dưa vì hắn ta máu rất giấy, chỉ cần combo chậm có thể khiến bạn lên bảng điểm số. Một khi chơi The Flash là phải máu mạo hiểm, hồ báo. Chắc chắn khi biết được các ưu điểm và điểm mạnh này, việc chơi The Flash và khép góc ép trụ giúp đồng đội vô cùng tối ưu. Ad đánh giá đây là vị tướng rất đáng mua ấy vậy còn rất đa năng, tùy biến theo cách đánh giá của các bạn. Các bạn nên mau chóng tận dụng và mua ngay vị tướng The Flash này nhé. Đi đường mạnh, solo tốt, khép góc ép trụ tuyệt vời. Top 1, Malok, không cơ động mà lại lù đù, khép góc giao tranh có vào không có ra, trước khi win giao tranh đó là gần như các từ có thể lột tả được sự thiếu cơ động của Malok. Là vị tướng tanker mạnh với sát thương cùng khả năng tạo giáp ảo và chống chịu, Malok đang là vị tướng được săn đón ở nhiều trận đấu bởi tính chiến thuật cao và khả năng lật kèo đáng gờm. Để nói lên một người chơi Malok tốt hay tồi, chúng ta cần nhìn vào khả năng dùng chiêu cuối của anh ta. Đó là khả năng khép góc từ chiêu cuối, khả năng mở giao tranh và quan trọng hơn cả là lật kèo từ một chiêu cuối hoàn hảo. Là một tanker cứng, nhưng khi mở giao tranh, khép góc trụ, khi có lính lên, Malok cần các vị tướng khác trợ giúp để tạo nên một gọng kìm hoàn hảo như Senia hay là các vòng tròn tuyệt vời khác như Alice. Đó là các điều kiện cần và đủ khiến gần như rất ít đối thủ có thể cản được bước tiến của vị tướng không lo ao meta này. Chơi và vận dụng Malok trong đội hình và gần như bạn có một con bài có thể lật kèo và ép trụ vô cùng tốt. Ấy vậy còn là khắc tinh cứng của vị tướng tanker khác. Đó là các điều mà tướng mở giao tranh, khép góc trụ cơ bản mà anh em nên có nếu là một người đi solo đường của cả đội. Lưu ý, đây là các vị tướng mở giao tranh, khép góc vào trụ nhé. Còn mở giao tranh bên ngoài thì vô số kể, rất khó để mà kể hết cho anh em. Tiếc gì một like và đăng ký kênh cho một clip bổ ích. Trên đây là top 5 vị tướng mở giao tranh, khép góc ép trụ tốt nhất tại mùa 6 phiên bản đại chiến clan này. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video nhé. Và nếu thay đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí, nhưng đó chính niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it hurts. As I bleed for you. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi Ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó, đừng quên bỏ lại một like.
và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.